Hello, chào buổi sáng các bạn. Thì tiếp tục cái hành trình ở thành phố Amsterdam, thì buổi sáng này mình sẽ đi ăn những cái món ăn của người Việt mình mà bán tại vỉa hè, hay là còn gọi là bán tại ở những cái đường phố của thành phố Amsterdam á. Thì trước khi vào cái clip chính á, thì mình có review lại cho các bạn là những clip trước mình chia sẻ ở thành phố Amsterdam là mình lấy khách sạn nào mà nó nằm ngay vị trí huyết mạch trung tâm luôn. Phòng ốc sạch sẽ chỉ có 130 euro nè. Nó gần những cái địa điểm ăn uống của người Hoa nè, của người châu Á. Và đặc biệt là nó gần ngay cái khu chợ cá của thành phố Amsterdam. Chợ cá là lớn nhất của thành phố luôn nha các bạn. Thì cái địa điểm này nó ngoài ra nó còn gần ngay cái khu vui chơi ban đêm này nọ nè, rồi ngay cái phố đi bộ luôn đó, thậm chí là gần chỗ đánh bạc casino luôn. Thì clip này mình sẽ tiếp tục mình đi review thức ăn của người Việt mình bán tại món ăn đường phố, ở bán ở ngoài đường cũng như bán ở những cái chỗ mà vui chơi ở phố đi bộ, để các bạn hiểu thêm về cái ẩm thực văn hóa Việt ở xứ người nha các bạn. Hello, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Đỉnh Sát Đét. Hiện tại mình chuẩn bị đi qua cái chỗ đánh bạc casino của thành phố Amsterdam các bạn. Có chỗ gọi là Mercus. Thì đây mình chỉ cho các bạn. Đây là bên hông cái tiệm Mercus. Thì mình đang dừng chân ở trong cái hẻm nhỏ. Cái hẻm nhỏ thì ở đây có một cái quán rất nổi tiếng, đó là phở King các bạn. Đấy, các bạn thấy phở King ha. Đó thì cái này quán cũng lề đường thôi. Quán nằm ở phía trong. Đó thì bây giờ tụi mình sẽ ăn phở và no bụng xong sẽ vô chơi, bỏ thử 10 đồng vô coi bữa nay mình có kiếm được chút vốn mình gỡ gạc cho tiền khách sạn không các bạn. Sẵn mình giới thiệu cho các bạn về cái game cờ bạc ở bên Amsterdam, Hà Lan này nó nổi bật như thế nào, ngoài cái vụ mà phố đèn đỏ sexy nha các bạn. Bây giờ mình đã gọi ra một ly cà phê sữa đá và chờ thêm phở các bạn. Đây, cà phê sữa đá này là mình uống, còn phở thì để cameraman. Tại vì mình nói thẳng ra là mình tại làm nhà hàng đó, phở mình ăn thường xuyên rồi. Còn cameraman nay có dịp đi qua châu Âu thì mình để cameraman sẽ review cái phở cho các bạn. À, bây giờ mình gọi một tô phở đặc biệt là 15 đồng rưỡi, một ly cà phê sữa đá nữa, không biết chú tính nhiều nhưng mà chú người Sài Gòn, người Vũng Tàu tính hai phần chỉ có là 20 đồng thôi, khoảng 500 ngàn các bạn. Đó, bây giờ là ăn uống no say rồi sẽ đi qua bên casino chơi. Thì bên casino vô là ăn uống miễn phí nha các bạn. Đây các bạn, đây là tô phở đặc biệt của chủ quán vừa mang ra. Quán nằm ở đường mình sẽ để đường link ở dưới nha bạn. Có đọc quán là phở King. Thì đây là tô phở đặc biệt 15 đồng theo khẩu vị miền Nam các bạn đó. Thì bây giờ cameraman sẽ review cho chúng ta nhé. Hai chỗ này em phỏng vấn đảm nhận. Hello mọi người, chào mình Thành nha. Thêm đường không em? Không cần thêm đường. Không cần thêm đường luôn. Thêm tương. Cái này là hồi xin nè, có chữ hồi xin các bạn. Ở bên này mình gọi là tương đen là hồi xin nha, giống như là tương đậu nành ở trong miền Nam vậy đó. Để đẹp hơn chứ không ăn. Cameraman không ăn. Nước vừa, mà tại vì em thích ngọt đó, thêm thành phần có gì em? Có gì ạ? Bò tái. Bò nạm. Bò bi. Ba loại. Tái, nạm, bò viên ha. Rau là có cũng giá. Nói chung cũng ok các bạn, chỉ thiếu cái nguyên dĩa rau kiểu trong miền Nam thôi, ngò gai, ngò rí nữa các cái. Nhưng mà ăn được cái mùi này là mừng. Có mùi này mừng hả? Tại vì cái mùi này á, khi mà nếu mà còn ăn ngọt á, nêm thêm tương đen là nó là cái vị mình thích thôi. Còn có nhiều chỗ hả, cái nước phở nó như nước lèo gì á, lạc lắm. Khó nêm, nó không có ra.
Đi ngang qua chỗ này thơm. Bây giờ là bỏ vốn ra là 20 đồng ăn phở với lại 10 đồng đánh bạc á. Tối nay phải đánh về trên 50 nha. Giờ này đi sớm nên là thơm phở chứ tối ghé vô là thơm thêm mùa bồ đà á. Chút nữa là nghe mùa bồ đà sướng luôn. Thử lại cái nước nha. Giống vị em đang là đắp. Gì? Ngon. Ngon à? Ngon. Bánh phở này hơi dai, kiểu bánh phở khô luộc á. Bánh phở này là phở khô luộc. Nhưng mà ổn nha, ngon. Là thêm, cái này có thêm ngò gai với quế là nó thơm hơn. Nhưng mà ở Hà Lan mà ăn được tô phở nghe là quá nhiều. À, vừa trúng cái tiệm này, tôi muốn tiệm miền Nam á, ăn đúng khẩu vị. Mình không có chê phở ở đâu nhưng mà ý là ăn phải đúng khẩu vị dùng miền là. Ngò miền rất thơm ngọt. À. Tin vui các bạn ơi, mới vô chỗ casino này, mới mở cái trò con voi nè. Cái trò này mình thích nè, tại mình tụi cọp ấy, mình thích thịt voi bạn. Mới bỏ 10 đồng lại quay cái chưa gì hết thắng ba mấy đồng các bạn, thấy không? Đó thì nói chung ở đây mình quay cũng lén lén nên góc nó không đẹp nha các bạn. Thì mình thắng được ba mấy đồng, mình ráng chơi ráng thêm, nhưng mà nè, máy bắt đầu nó hút tiền các bạn, xuống còn 29.80 thôi. Bây giờ mình dừng cái game ở đây để mình lấy tiền này mình đi ăn uống cho thoải mái, chứ chơi hồi bắt đầu là mất vốn luôn 10 đồng luôn các bạn. Đó, ăn tạm thời ăn 30 đồng đủ rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hành trình nhé. Đây, văn quá đi bộ các bạn. Đi bộ qua đường. Chạy thôi. Xe đạp quá trời luôn. Thì sáng nay mình cũng thông tin luôn với các bạn là hơn 2/3 dân số Hà Lan lựa chọn phương tiện là xe đạp để di chuyển các bạn. Thành ra nó rất là thân thiện với môi trường, đường phố lúc nào cũng thông thoáng, sạch sẽ các bạn. Thì bây giờ mình đang có mặt ở khu chợ cá các bạn. Thì lúc trước mình có giới thiệu cho các bạn cái khu chợ cá này rồi. Ở sẵn đây mình thấy sao có cái áo này bán cái hình cái lá cờ giống Việt Nam, mình cũng ghé cho mình coi thử. Thì bây giờ bắt đầu là mình đi tìm trà sữa ở khu chợ các bạn. Chưa đụng chỗ trà sữa thì mình tới chỗ nước ép trái cây các bạn. Đây, nước ép 3 loại trái cây nè. Sẵn mình review cho các bạn luôn, chứ uống thử coi nó vị nó ra làm sao luôn. Orange với lại strawberry và quả raspberry các bạn. Chỉ 2 đồng thôi. Đây là nước ép bio nguyên chất luôn các bạn. Cái này mình cũng giới thiệu sơ. Có cam nè, quả chanh dây nè. Và thơm. Cam, bạc hà, rồi gừng. Cam rồi mango là xoài. Đó, này của mình mới giới thiệu xong. Ok. Có kiwi nữa 2 đồng. Dạ. Chết tiệt. À, có Vietnamese cà phê nữa nè. Ngoài này chắc cũng người Việt các bạn. Có trà sữa. Trà sữa rồi trà cam sữa. À, Việt Nam à. Thay mặt Việt Nam. Vietnamese cà phê. Ủa, cho anh hỏi cái sữa coconut là sữa dừa đó hả? Cà phê sữa dừa hả? Vâng, tức là ngày mai bọn em có cái trip cà phê hè của mình á. À. À. Còn cà phê sữa Việt Nam là em có không? Hiện tại coffee meal bình thường đó. À sao? À. Em là sinh viên hay là ở đây? Em sinh viên ạ. Em sang được 1 năm rồi. À. Nghe giọng giống Hà Nội ha. Hà Nội ạ.
À. Mọi người từ Sài Gòn á? À đúng rồi, Sài Gòn em. Vâng, mọi người có lại giờ ạ? Em vẫn ở đây đến 5 giờ chiều cơ ạ. À vậy hả, 5 giờ chiều. Vâng, chợ cá mở cửa 5 giờ chiều. Vâng, à, từ 9 rưỡi 5 giờ chiều ạ. À so. Ủa, cái này ông hút là bio hả em? Vâng, hút bio ạ. Rồi con mẹ ngồi mẹ ăn dầu. Ăn cho hết cái hộp đó đi. Mua cái ly Lexic 5 đồng rưỡi nè. Thì sở truyền thống các bạn. Ờ, bên đây có bánh mì thịt nướng 7 đồng rưỡi xíu mại. Nè em nè. Nắng sẽ đẹp không? Nắng đẹp nha. Thì mấy ngày nay tụi mình là ăn uống chơi bời no say ở trung tâm thành phố Amsterdam các bạn. Thì bây giờ tụi mình tiến ra ngoài khu vực ngoại ô, nơi có những cái cánh rừng rất là đẹp và thời tiết rất là trong lành các bạn. Thì ở đây tụi mình thuê xe đạp, tụi mình đạp khoảng mười mấy cây số, đạp cho nó thư giãn tâm hồn với có cái tinh thần sảng khoái để tiếp tục cái hành trình đi du lịch khám phá các cái điểm mới ở châu Âu. Đó thì cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube Định Sẽ Đẹp. Nếu thích hãy ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Summer, no.